Thưa quý vị, những ngày này, nếu ai có mặt tại Hợp tác xã Hoa Thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, thì không khỏi trầm trồ, khen ngợi khi tận mắt chứng kiến dọc hai bên đường bê tông phẳng lì, sạch bóng là những luống hoa đầy màu sắc lung linh, thật tuyệt vời. Tác giả của những luống hoa này là anh Võ Yên Sinh, chủ cơ sở sản xuất lan cắt cành Mokara, Hồ Thiên Ca thuộc Hợp tác xã Hoa Dương Sơn, xã Hòa Châu. Là người yêu thiên nhiên, lại có điều kiện đi đây đi đó nhiều nơi, nên anh Sinh nung nấu ý định phải xây dựng đường hoa nơi khu vực mình đang sản xuất trở thành điểm đến của những người yêu cái đẹp. Vì lẽ đó, xung quanh các con đường đi vào khu vực vườn hoa rộng hàng trăm mét vuông, anh thiết kế trồng các loại hoa và thuê hẳn một nhân công. Mong mỏi của mình là mọi người, tổ viên cũng như là hợp tác xã nói chung là cố gắng là bỏ một chút ít thời gian, bỏ cái công sức và tâm huyết vô cái chuyện mà tạo ra cái cảnh quan đẹp trước khi mà nghĩ tới chuyện mà là mình có thu hoạch của riêng mình. Chị thì cũng luôn đây thường xuyên, nhưng mà cũng thường xuyên hay ra chăm sóc cái đường hoa, dọn quét sạch sẽ. Thì ngày nào cũng rứa, chị cũng rất thích. Hy vọng mô hình này sẽ là nguồn cảm hứng, tạo sự lan tỏa cao trong xã hội để môi trường xung quanh chúng ta ngày càng xanh, sạch đẹp.